Đây là cái bản nâng cấp của TL460S Plus và TL611 Pro, bản cassette của năm 2022 các bạn nhé. Đây, Made in China này. Đây là cái bản nội địa mà thợ Trung Quốc hay dùng nhất. Cái ưu điểm lớn nhất Tùng có thể nói đến về chiếc cassette này chính là cái độ bền thôi rồi của nó. Giống như tất cả những cái mã cassette khác, chúng ta có đèn 3V standby, đèn PCI reset, PCI ZT, đèn báo Cebu, đèn báo RAM, đèn báo Vega và đèn báo HDD. Và hai cái đèn LED đây tượng trưng cho đã đủ nguồn để loát BIOS. Ở đây chúng ta có một cổng PCI to, cổng PCI nhỏ, ZBUN nhỏ, ZBUN to. Còn ở trên bên chúng ta có PCI to, PCI nhỏ, Vega, ZBUN. Các bạn nhìn thấy chưa? Nếu có cổng ZBUN này thì chúng ta ưu tiên cấm cassette vào cái cổng này. Sau đó đến PCI to, PCI nhỏ và cuối cùng là Vega để các bạn test, tránh cái tình trạng khi trên main có cả 4 cổng các bạn quên cấm vào cổng PCI nhỏ mặc dù nó có cổng PCI to và cổng ZBUN, dẫn đến tình trạng là không nhảy cốt, dẫn đến tình trạng là các bạn phán đoán sai bệnh nhé. Các test được bảo hành bao test và không bảo hành cháy nổ. Nhưng nói thật các bạn là cái mã này mình chưa phải bảo hành bất kể một cái nào nhé. Vì vậy là các bạn yên tâm trong quá trình sử dụng bản nội địa của thợ Trung Quốc hay sử dụng. Cách tra cốt các test ra sao thì các bạn có thể làm theo cái video trên kênh YouTube của Noai. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test và trải nghiệm TL725 bản nâng cấp của TL611 Pro và của TL460S Plus. Mời các bạn. 3V standby các bạn. Hiện tại trên thị trường chưa có bất kể một mã các test nào có thể test full main. Vì vậy đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận cái sự thật phũ phàng như vậy các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ và đợi. Các bạn nhìn cốt nó nhảy này, chuẩn xác 100% các bạn nhé. Dễ dàng cho các bạn trong quá trình sửa chữa và phán đoán.